Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào Thì các hôm bạn. nay Nguyễn nó rủ mình đi xuống dưới sông đi bắt sò huyết nữa các bạn. Nó mới xuống là nó hốt được hai con sò nhỏ xíu à. Bắt được hai sò các bạn. Bên đây cận cảnh mình chỉ các bạn sò huyết các bạn. Nó nằm đây các bạn thấy không? Phải không? Sò huyết. Ồ, con này bự nè. Rửa. Ồ, con này được rồi ha. Con này trầm trọng rồi. Đi tiếp thôi. Giờ mình đi tiếp nha các bạn. Ở giờ đó có một con sò huyết kìa các bạn. Ủa, nó nằm này các bạn. Ủa, nó lú ở cạnh kia nè. Rồi nó lú ở cạnh kia vậy nè. Con này không được bự, nhỏ. Con này nhỏ. Con sò huyết nè các bạn. Đó. Nhỏ xíu. Đâu, ở dưới sông có sú nữa hả? Tao cũng bắt dính được con sò nữa nè mày. Nè mày. Đứng đứng giờ em xuống dính luôn. Con nữa hả? Đồ. Em bay. Em ta được con sò nữa nha các bạn. Thằng Khương mới đi thục được một càng còng rất là to nè các bạn. Càng còng gì đây? Còng này là còng gió nha. Còng này có càng màu vàng cũng khá là đẹp. Ở chỗ này mình thấy có hai con sò huyết luôn nè các bạn. Nè. Xác lại cho các bạn thấy nè. Nó lú ra cạnh như thế đó là con sò huyết nha. Mấy sò huyết luôn đó. Nè. Hai con luôn mà mày, giỡn rồi. Sò lông nha. Sò huyết. Mày tưởng tao không biết bắt hả không Nguyễn? Sò gì cũng bắt. Bắt sò lông, nhổ lông con sò. Bắt sò lông, nhổ lông con sò. Vậy mấy người. Vậy luôn. Ừ. Thánh mà. Ở chỗ này được một con nữa nè các bạn. Nhưng mà con này nhỏ nha, không bự không. Đó. Mình được 3 con rồi đó. Ô đây con nữa nè. Đây nè các bạn. Ôi quá rồi. Mà sò năm nay không bự bằng năm rồi ha. Năm rồi bành kỳ á. Chắc bị chắc mày bắt nhiều quá giờ nó hết sò luôn. Thấy gì chưa? Ê đồ của vụ cá phi luôn. Thấy gì chưa? Ôi bắt dính cá phi luôn, hồi nhảy mắt tiêu luôn. Thấy gì chưa? Dưới sông mà có cá phi ta. Ai biết? Ý, rồi. Ý đẹp trai, đẹp trai nè, đẹp trai nè. Đẹp trai nè, đẹp trai nè. Ôi đẹp cái gì không biết. Cái mặt ý. Ôi, cái này, trời Phật mẹ ơi. Trong đây được một con nữa nè các bạn. Con này chắc bự nè. Bự thiệt các bạn ơi. Bự nè. Đó. Vô đây coi có nữa không? Như là không có. Ê Nguyễn mày lại đẳng mày kéo cái đít nó vô rồi. Kéo cái đít vô vô đâu. Không phải mày để vô ông nào ơi. Để đâu để cái tay giấu em môi ra này nha. Đây nè các bạn. Ồ con này nhỏ hơn con này rồi mẹ ơi. Con của tao mới bự hơn. Nhỏ hơn. Chủ giờ rau rồi sao cái mũi đi trước. Đồ. Tôm luôn. Tôm đất hả? Nè bỏ vô xuồng luôn đi mày. Cái xuồng nó quay tròn 180 độ. Mình phát hiện được một con sò huyết nữa các bạn. Nó nằm trên đó kìa. Ây da.
nè, đó, một con nữa nè. Đâu? Ô, bự á. Nhỏ hơn đó hả? Tao con này con bự à. À. Ơ vậy cũng vừa vừa. Ngang cơ. Ngang cơ, ngang cơ. Ê, sò huyết bắt kinh thật là kinh khủng. Lý do làm sao kinh khủng biết không? Sình nó lúng gì nè. Đó. Sình nó lúng kinh khủng. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Mình phát hiện ở đây một con nữa nha các bạn. Đó. Hai con. Nãy giờ có con nào đó không Nguyễn? Nãy giờ hả? Ừ. Có một vậy? Sò lông. Nhổ lông con sò. Nhổ. Rồi cắn 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 cái lông con sò luôn á. Cái lông đó mày mày cắn được cũng hay à. Xin không. Sò lông Cà Mau bự chạp bá đây cô bác ơi. Sò lông Cà Mau bự chạp bá đây cô bác ơi. Sò lông Cà Mau bự chạp bá đây cô bác ơi. Cái câu gao của thằng Cà Mau á. Sò lông Cà Mau bự chạp bá luôn á. Chú tể không à? Cầm đi, hồi qua so sánh với hai con tao nè mày. À. Sò mày đâu? Nè. Không, con đại thiệt. Đại không? Đại rồi. Đại bằng chủ. Đại bằng chủ á. Đại bằng chủ á. Thôi bỏ. Bậy, đại. tính rồi chịu rồi, tính chịu đại bằng chủ rồi trời. Gì? Trời phạt mẹ ơi. Ở đây được một con sò nè các bạn. Úi, quê rồi. Ở đây nè, đây có là chắc chắn luôn nè. Đó, thấy gành gạnh luôn nha. Nhưng mà sò không được bự hung. Nhỏ. Tao đựng con nữa rồi đó mày. No. Nhổ lông con sò. Nhổ xong rồi ăn lông con sò. Còn thịt để tao ăn cho. Chứ sao. Đây có một con sò huyết nè các bạn. Ơi tao thấy mà sao mày bắt vậy? Anh thấy là anh không nhanh tay. Tao chỉ cho mọi người thấy mày chơi mày hốt nè. Là anh không nhanh tay. Mày kỳ quá hà. Quỷ sứ à. Bên đây cảm ơn. Nguyễn phát hiện được mục tiêu rồi các bạn. Ô dính xuống luôn. Đó là một con lần đầu. Đây nè. Đây con sò nó nằm gì nè các bạn. Đó. Đây để mình mở ra cho các bạn coi nha. À, video có bị gung thì các bạn thông cảm nha, quá là mệt rồi. Sò bự không? Ô, cũng nhỏ. Cũng vừa vừa. Kiếm tiếp nữa nha các bạn. Ở đây thì con này bự nè các bạn. Con này là nằm thấy gành gạnh luôn nha. Thấy gành gạnh luôn. Khá là to. Thì thằng Nguyễn nó đang ở phía bên sông á, nó đang thục con gì không biết nữa. Chúng ta sẽ chờ kết quả nha. Nhìn nào. Chết quá. Đô. Bỡ không? Đây có một con nữa nè. Đó. Đây
Em đây có một con nữa này các bạn. Đó. Mình bành ra cho các bạn xem gõ nè. Đó. Như lú cạnh gì đó. Đó là một con nha. Ở trong đó có một con nữa các bạn. Nó đang há họng kìa. Con này nhỏ nha, không được bự hụt. Ở đây con một con nữa nè. Lú cạnh gì đó các bạn. Bắt chín con sò nữa các bạn. Quá trời sò này là hơn con đại bằng chủ đó các bạn. Ờ, con nãy là đại bằng chủ à, còn con này con gì? Con này đủ bằng trải. Mình được 5 con nữa nè, em qua anh xuồng bển để luôn đi. Con kia là đủ bằng ấy, đại bằng chủ, con này là đủ bằng trải. Thì hồi nãy mưa á các bạn. Rồi mình không có quay được nữa. Rồi giờ tạnh mưa thì mình lấy máy ra mình quay nè. Thì bây giờ mấy anh em đói bụng quá rồi, rồi cũng khát nước nữa rồi. Bây giờ mình mấy anh em mình chặt dừa nước nè, rồi uống nước dừa nước, rồi ăn cái đỡ đói thôi các bạn ơi. Rung tay luôn rồi đó. Mời các bạn ăn dừa nước các bạn. Mời người ta sao mày ăn. Giờ đói bụng dữ lắm luôn rồi đó. Giờ chặt dừa nước ăn luôn rồi. Dù sao cũng cứu đói cũng đỡ khổ. Đây cho Caramel một trái nè. Này các bạn, dừa nước vừa ăn luôn nha. Rất là ngon. Ăn dừa ở giấy ăn bóc gì nè mới ngon nha các bạn. Đó. Mời mọi người nha. Kem Body X6 BT trắng da hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. BT xài là mê ly. Sử dụng sản phẩm BT có cơ hội trúng ngay sale Vision, điện thoại Oppo F11 và hàng ngàn giải thưởng có giá trị khác.